Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề trong cái cảnh thì cũng tranh thủ cái cuối cuối tuần thời gian rảnh rỗi thì mình có ra kiểm tra cái cây trầu bà nó leo tường các bạn nhé. Đã trồng cách đây khoảng 2 năm rồi. Đó, và trước đây thì mình cũng đã có làm một số clip chia sẻ về cái giống cây cái cây trầu bà này các bạn nhé. Đó, rất là dễ trồng và phát triển rất là nhanh. Đó, làm cảnh cũng rất là đẹp. Đó thì các bạn quan tâm về cái đặc tính của cây cũng như là cách trồng thủy canh hoặc là trồng ở trên đất, trồng hay trồng vào chậu này, hoặc là các bạn có thể trồng cho nó leo leo cột đấy. Đó thì mình cũng đã chia sẻ một số video trên kênh của mình. Thì các bạn có thể truy cập thêm một kênh của mình nhé để các bạn tham khảo thêm. Đó thì hôm nay mình tiếp tục quay cái cây này để chia sẻ các bạn tham khảo nhé. Đặc biệt là các bạn đang có cái nhu cầu trồng cái cây này làm cảnh hoặc là đang tìm hiểu một số thông tin về cái cây trầu bà này. Đó là cây trầu bà trắng các bạn nhé. Thì ở đây mình coi các bạn này, đây đang leo tường đấy nhá. Đấy các bạn thấy cái lá của nó rất là dài đây này, đây nó bám vào qua tường này, cái rễ của nó đấy các bạn này. Đó, thì cái cây trầu bà trắng này thì nó có cái cuống lá rất là dài các bạn nhé. Đấy, nó dài tầm khoảng tầm 30 cho đến 40 nếu các bạn mà chăm tốt đấy, còn nếu bình thường thì nó chỉ dài khoảng tầm 20 thôi hoặc là 10, và nó sẽ leo lên tường hoặc là leo lên các cái thân cây đấy, hoặc là leo lên cột khi các bạn trồng theo kiểu là cây trầu bà leo cột. Đó thì trước đây mình đã chia sẻ một số video rồi các bạn nhé. Thì cái đặc tính của cây này thì nó là ưa bóng râm các bạn nhé, tức là nơi trồng ánh nắng nơi vừa phải thôi, không trồng ở nơi ánh nắng trực tiếp cường độ cao thì cây nó sẽ bị cháy lá đấy. Ở nơi mà ánh nắng cường độ cao thì cây nó bị cháy lá và nó bị vàng lá và không phát triển được các bạn nhé. Đấy thì cây có thể chết đấy. Cho nên là khi các bạn chọn cây giống này, các bạn trồng thì trồng ở nơi ánh nắng vừa phải, đất thì luôn phải có độ ẩm cao, tức là các bạn phải tưới nước đều đặn và tưới đầm nước nhé. Một tuần các bạn tưới ít nhất là 2 lần đấy, hoặc là các bạn tưới 3 lần cũng được, bởi vì cái giống cây này là cây ươn nước các bạn nhé, ươn nước. Đấy, người ta có thể trồng thủy canh, tức là trồng cây trầu bà thủy canh hoàn toàn ở trong nước luôn. Đấy, và làm thành các cái chậu cây để bàn rất là đẹp. Thì sau 2 năm thì mình trồng ấy, lúc đầu là mình trồng, cái hôm mà mình trồng thì mình có quay cho các bạn xem ấy, là cách đây 2 năm thì nó chỉ phát triển mới bằng một cái khoảng chiều cao khoảng 3 găng tay thế này các bạn này. Đấy, 3 găng tay thế này thôi. Đó, như thế này, khoảng tầm từ đây lên đây thôi này. Đấy, nhưng mà bây giờ là nó đã phát triển rất là mạnh rồi. Đó, nó leo lên tầng gần đến cả cái mái tôn đến trên nóc kia rồi các bạn ạ. Và chiều cao là khoảng tầm cũng gần 2,5 m các bạn nhé, 2,5 m luôn. Đó, phát triển cực nhanh luôn, đặc biệt là vào mùa mưa. Đấy, hoặc là mùa mà có cái lượng ánh sáng vừa phải và mưa nhiều, là lượng hơi nước nhiều, trong không khí nhiều, cây phát triển cực nhanh. Đó, thì nếu như mà trồng rậm như thế này là chúng ta phải tỉa các bạn này. Đấy, phải tỉa. Đấy, mục đích ban đầu là mình trồng thì cũng chia sẻ các bạn là mình trồng thì mình chủ yếu là mình để mình lấy cái giống thôi. Đó, rồi mình trồng sang cái vị trí khác, rồi cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi thì quay clip chia sẻ các bạn tham khảo thôi. Đó, nhưng mà hôm nay là quá bất ngờ là nó phát triển rất là nhanh luôn. Đấy, chiều cao lên đến 2,5 m. Và nếu mà cái tường còn tiếp tục cao nữa thì nó lại tiếp tục lên nữa các bạn nhé. Nó không dừng lại đâu. Đó, thì nếu khi mà chúng ta trồng thì chúng ta phải tỉa bớt đi. Đó, là cắt gọn lại thì cái cây này nó mới đẹp được. Còn nếu mà để thế này thì nó quá rậm rạp. Và đôi lúc thì nó sẽ có những con côn trùng hoặc là chuột bọ rắn rít nó ở đây các bạn nhé. Đấy, thì cho nên là chúng ta phải cắt tỉa bớt. Đó, thì ở đây là khu vực phía sau nhà rồi các bạn ạ, chứ không phải là phía trước nhà, cho nên là mình vẫn để thế này đã. Một thời gian sau thì sắp tới là mình sẽ cắt tỉa bớt cho các bạn nha, cắt tỉa bớt đi đấy, không để tốt như thế này. Đó, thì cái cây này bây giờ nếu mà lâm giống ấy thì chúng ta chỉ cần cắt những cái khúc thế này đó các bạn này. Đấy, cắt ví dụ lấy từ phần ngọn xuống cái khúc này này. Đó, thì mình lấy chiều dài khoảng tầm 30 hoặc là 20 cm hoặc là 30 cm, thậm chí là 40 để mình trồng, mình cắt cái thân này. Đó, mình trồng xuống đất hoặc là mình trồng vào cái bể nước này, tức là các cái chậu nước trồng thủy canh. Đó, hoặc là chai nước cũng được. Đó, các bạn bỏ vào là nó vẫn sống bình thường. Đấy, rất là tiện như vậy nhá.
Rồi cái vị trí bên này các bạn này, đấy có một cái thân nó mọc ra đây này, đấy nó leo như thế này là đẹp này. Rồi chúng ta để thưa thưa như thế này, đấy 1 3 hoặc là 4 cây nó leo ở các vị trí khác nhau, đó, 1 cây, 2 cây, 3 cây như vậy. Nó khoảng cách ra thì nó đẹp hơn, còn nếu mà các bạn mà cho nó mọc rậm quá, chặt chồi quá là nó không được đẹp lắm. Đấy, cái giống này là giống trầu bà trắng các bạn nhé. Đó thì cách đây mấy ngày là mình có chia sẻ các bạn về cái cách trồng và chăm sóc cái cây trầu bà leo cột đấy, tức là cho nó leo lên ở các cái cây gỗ hoặc là cây tre, đấy, thậm chí là các cái ống nước mà chúng ta cuốn các cái vải lên để cho cây nó leo. Đó thì các bạn quan tâm về cái cây trầu bà leo cột thì các bạn có thể truy cập thêm vào cái kênh của mình nhé để các bạn tham khảo thêm một số video. Đó. Thì hiện nay thì mình thấy là có một số địa phương thì có rất là nhiều cái cây này các bạn này, nhưng mà có một số nơi cũng không có. Thì ở những nơi nào mà các bạn không có cái cây trầu bà này thì các bạn có thể lên mạng nhé, các bạn đặt hàng online. Đó, mình thấy có một số shop họ có bán thì người ta sẽ chuyển hàng về cho các bạn. Đó, các bạn không cần phải lo lắng. Đó, thì sau này mà khi các bạn xem cái video của mình mà các bạn thấy cái cây này nó đẹp ấy, các bạn thích ấy, thì các bạn nếu mà ở địa phương không có thì các bạn cứ lên mạng, các bạn mạnh dạn các bạn đặt hàng. À, thì xem thử là shop họ sẽ gửi về cho mình nhé. À, thì các bạn trồng thôi. Đây, màu lá rất đẹp các bạn này. Thì cái cây trầu bà trắng này thì có một cái đặc điểm là cái lá màu xanh xanh các bạn nhé, và có những cái đường gân trắng trắng ở giữa như thế này. Đấy, nó trắng trắng như thế này, và cái lá giống như có hình tay mèo. Đó, ở giữa này có một cái lá lớn này, đấy, phần thân lớn ở giữa này. Đó, hai bên có hai cái tay mèo, tức là hai cái phần lá nó nhô ra hai bên giống như là hai cái tay mèo đó. Đó, bên này một lá này, bên này một lá này. Đấy, vậy là kéo thẳng ra thì các bạn phải nhìn như thế này nhé. Thì trên thị trường có rất là nhiều giống cây trầu bà nhé, các bạn phân biệt cho rõ nhé. Đó, thì ở đây là cái giống trầu bà trắng. Đó, các bạn có thể lên mạng các bạn search thì các bạn sẽ thấy cái cây này, người một số nơi họ có bán này. Đó, như vậy là cái vấn đề mà trồng cây trầu bà thì nó kỳ đơn giản các bạn nhé, rất dễ trồng luôn. Các bạn chỉ cần trồng đúng ở nơi ánh sáng vừa phải và cung cấp đủ nước cho nó là nó sẽ phát triển, và thời gian các bạn chăm sóc thì không cần nhiều nhé, các bạn không cần nhiều thời gian chăm sóc. Đó, một tuần thì các bạn là tưới cho cây khoảng 2 lần, và bạn nào có nhiều thời gian thì tưới khoảng 3 lần. Đó, và tầm khoảng 2 tháng thì các bạn bón cho cây một ít phân chuồng hoai hoặc là phân hữu cơ. Đó, kết hợp thêm một ít đạm NPK nữa cho nó cái lượng vừa đủ. Đó, tầm khoảng 2 tháng thì các bạn bón một lần hoặc là 3 tháng cũng được. Đó, thì cây nó sẽ phát triển rất là nhanh. Và sau khi cây phát triển rồi thì các bạn sẽ có thêm cái giống để các bạn trồng thêm ở các vị trí khác để các bạn làm cảnh ở trong sân vườn hoặc là trong cái vườn nhà của các bạn nhé. Đây các bạn này, trong quá trình mà cây nó leo lên ấy, thì nó sẽ có những cái rễ như thế này. Đấy, cái rễ nó mọc ra ở thân như thế này và nó sẽ bám vào tường nhé. Đây cái rễ đây các bạn này. Đấy, cái rễ bám rất chắc luôn. Này, rễ đây. Nó bám chặt vào tường như thế này luôn. Đó, rất là chắc. Rồi thì mình vừa chia sẻ các bạn một số thông tin liên quan đến cái cây trầu bà các bạn nhé. Các bạn có thể trồng leo tường, trồng leo cột đấy, hoặc là trồng thủy canh ở trong nước, hoặc là trồng lên đất đấy, lên chậu để các bạn làm cảnh đẹp đấy. Cây dễ trồng và rất là phù hợp để các bạn trồng làm cảnh ở trong sân vườn đấy. Có tác dụng là giảm được cái căng thẳng đấy, tạo cái không 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 gian thoải mái này, nhẹ nhàng đấy, giảm stress và những cái áp lực trong cuộc sống các bạn nhé. Đấy, rất là hay luôn. Rồi mình xin dừng video ở đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn trồng cây trầu bà thành công nhé. Và sau video này bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.